Chuột ơi, thôi hello đi. Hello cả nhà. Đi chơi. Cả nhà nghe nói không? Hello cả nhà đi chơi. Bữa nay chuột được cha chở đi chơi nha cả nhà. Chắc tối rồi buồn cái đầu kêu cha chở đi qua khu khu đô thị Vân Phúc anh. Khu đô thị Vân Phúc có mấy cái chỗ mà trò chơi cho em bé đó. Rồi cho chở cho chuột đi nè cả nhà. Con có đi không? Em bé đâu? Em bé đâu? Em bé đi rồi hả? Còn em này đem đi. Con mời cả nhà đi chơi với con đi. Mời cả nhà đi chơi. Chắc này đi cái đời em chỗ này vô chỗ gửi xe nè cả nhà. Bắt chờ gửi xe trong đây. Rồi cái thời em lội đi qua bên kia chơi. Đây em quay cho quay trở lại. Đó, ở đây thì cái quán cà phê nha cả nhà. Qua kia đi. Quán cà phê, ai muốn uống cà phê thì vô đây cà phê ngồi thoáng mát luôn nè cả nhà. Đẹp lắm. Cha con đi đường nào vậy? Đường này mới lại được khu trò chơi đi vô quán cà phê mà. Tính đi vô, cha con đi vô quán cà phê hả? Chuột ơi. Chuột à. Dạ rồi cái mặt ở đâu? Đó. Nó trả lời cho nó đi chơi là chỗ rồi đó cả nhà. Đó cái nó chạy. À bởi vì em nói anh là đi đi con gái á. Rồi. Trời ơi, đu. Biết luôn ta. Rồi đi. Hả? Biết luôn ta. Chơi cái trò nào? Bởi vì em nói đi là phải có chồng em giữ. Chồng em giữ em quay nó mới chạy được, còn hôm qua nó chạy không mà cả nhà không giữ kịp chứ nó. Nó đi vô cái khu rồi chơi là nó chạy không vậy đó. Cả nhà thấy giữ lại với nó. Đó, có chạy kìa. chồng em nó chạy theo còn không kịp chứ hậu với nó đó. Đó. Kìa cái đó. Cái đó chui kìa cả nhà ơi. Làm gì vậy? Sao chui vô đó? Hả? Sao chui vô đó cháu vậy? Đi lên cậu. Lên. Cái nó đòi đi, nó đòi đi ngược lên vậy đó. Đường này nè. Đi được. Rồi kìa đó. Cả nhà thấy không? Đó. Chèo nè. Đây nè. Chèo đường này lên nè. Đó, chèo đường này lên nè. Không biết đường chèo lên. Cả nhà thấy đi. Coi kìa. Lên đây. Chèo lên đây nè. Đó. Cả nhà thấy không? Cả nhà thấy chồng em mà chơi. Coi kìa. Hỉ không? Chồng em mà chạy theo còn không lại, nó hỏi sao con gái chạy lại. Bởi vì đi với con gái mà không giữ được, bỏ phải bỏ con gái ở nhà. Cho nó kìa. Cho nó kìa nó. Rồi sao? Nó không dám tuột đâu anh. Nó không dám tuột đâu. Dễ gì dám tuột, cong cong này dễ gì nó dám tuột. Trời ơi, nó trèo lên nó tuột luôn rồi cả nhà. Lớn hả? Có người tuột xuống. Em bé. Em bé trời. Đừng. Anh ơi chừng nó khóc đó, vì sao nó dám tuột xuống? Xuống không? Thì cô đỡ nó đi, nó tí cô đỡ nó đi. Không biết nó có dám. Đi. Hai cha con đi tới đâu rồi? Trời ơi trời cả nhà. Dưới kìa, tuột dưới đi, tuột dưới đi. Tới đây chưa ta? Đi tới đâu rồi? Mẹ có thấy đâu tới thui à, mẹ không thấy đâu. Nó đang bò xuống đó. Ủa bò xuống luôn hả? À, trời cả nhà ơi nó dám bò xuống luôn kìa cả nhà, em cũng sợ nó luôn. Đâu rồi chuột, đi tới đâu rồi? Đi tới đâu rồi ta? Tò mò quá. Thấy nó chưa? Có thấy đâu. Chưa. Trời ơi cả nhà. Rồi nó nóc kìa. Rồi trời. Rồi cả nhà dám tụt xuống luôn kìa cả nhà. Tối thui luôn. Coi kìa cả nhà, coi tới rồi. Coi kìa. Cả nhà thấy nó không? Đây nó xuống rồi, đây là nó chạy lên nữa đó. Mẹ ơi. Cả nhà thấy cái ống nó tới thui luôn mà nó dám đột xuống. Rồi. Rồi. Chắc giờ xong cái cô cũng lên 60 subscribe hả cô? Ờ, vậy là 60 subscribe thôi, nhà con subscribe cho cô phải không? Đúng rồi. 60 subscribe. Ờ. Giờ 57.000 mấy trăm rồi. Mấy trăm nữa cô? Ờ 57.000 mấy trăm rồi. Gần lên 60 không cô? Gần rồi. Bé xuống nè, bé xuống. Em bé nó xuống nữa. Trời ơi. Nữa hả? Nó xuống nữa.
Trời ơi, nó nhóc ác vậy đó mà nó dám gan nó tuột đi. Trong cái ống này nó tối thui rồi cả nhà. Rồi nè nó đi tròn còn lon gì đó. Tới chưa? Đâu em bé đâu? Không có thấy đường. Không có thấy đường mà quay với cả nhà nó tối thui với chổng hà. Ở trong mấy cây kìa. Rồi nó tuột. Nó cả nhà thấy không? Kìa nó tuột xuống nữa đó. Rồi. Bắt tay em kìa, bắt tay em kìa. Bắt tay. Bắt tay. Hỏi em khỏe không? Thôi đừng cho nó chạy lên đó nữa anh ơi. Cho nó đi tụt bên kia đi. Nó trong nó tới thui không thấy đường. Giờ đi cho nó đi chơi trò khác cả nhà. Đó. Em đi qua bên kia. Hứng nó. Không đâu, nó tuột được, anh khỏi cần phải trèo lên đâu. Nước à. Nè con tuột không? Đó, tuột không? Ở đây sáng không chịu tuột rồi, đi chui qua bên cái ống bên đó đó cả nhà. Nó đòi qua cái ống bên kia nó nhỏ xíu à. Kìa nó tuột anh, Thôi kìa, tới bạn nó tuột nữa kìa nó. Rồi. Đẹp không cả nhà? Cái đài phun nước đẹp không? Đèn. Đèn rồi đi ra đây ngắm. Đó. Còn ông chuột ơi. Đâu? Con nó chạy không mà cả nhà ơi, nó đó. Cha nó giữ nó đó. Chạy phá không à. Đẹp không cả nhà? Đi một vòng rồi đó cả nhà, nó đi từng vòng từ bên kia vòng qua kìa nó. Nè. Hello. Hả? Đó, thấy đèn đẹp không? Chuột ơi. Chuột à. Con làm gì á chuột? Chuột ơi. Chuột ơi. Coi gì á? Coi nước. Đó, nó coi nước mà cả nhà. Đó, nó coi đứng rồi phun nước vậy đó. Nè, bữa nay đi chơi nhà khái không? Vui không? Vui không? Vui không? Trả lời cho xíu vậy. Nãy giờ chở cha chở chuột đi chơi xong á cả nhà, xong rồi đi uống cà phê. Đi chơi chơi xong rồi giờ ghé uống cà phê nè. Nó đòi uống cà phê sữa nhưng mà không có cho cà phê sữa, cho uống dưa hấu. Sợ giấc này tối uống cà phê sữa nó không có nó uống cà phê sữa giấc này tối thì nó không có quậy nè, đi quán tới quán cà phê mà nó cũng vẫn quậy. Sợ uống cà phê sữa nước này nó không ngủ được cả nhà. Đó. Đó. Em mời cả nhà uống với em ly nước dưa hấu nha cả nhà. Dưa hấu. Không có cho chủ cà phê, tự uống cà phê sữa nhưng mà không có cho uống cà phê, nó quậy gì á. Dưa hấu là mỗi lần em ăn không. Em ăn không chứ em uống lần này là lần đầu tiên em uống luôn. Mỗi khi dưa hấu chẻ ra là ăn cái là xong à. À thấy ông chuột không đi tới quán cà phê mà vẫn quậy dưa sắm luôn. Quậy qua đó là ấy bông thôi vậy. Nó bất bông ăn hay gì đó ăn. Bất cứ bông của nó ăn thì em thấy được trong bông nó có gì đó. Đúng không? Ông đi tới đâu ông cũng quậy được, không lạ không gì chứ. Đi học ngày đầu tiên cũng không có quậy luôn, cũng quậy luôn chứ không có. Rồi, nhảy luôn kìa. Rồi, lắc kìa, cha nó kêu nó lắc kìa. Quậy lắm.